Rồi, ok, chào tất cả các bạn. Thì hôm nay chủ đề của chúng ta đó chính là làm sao để phân quyền một cái tài khoản khác vào cái tài khoản Facebook của mình, tài khoản quảng cáo Facebook của mình. Thì làm như vậy để làm cái gì? Thì nó sẽ giúp đó là các bạn giải quyết được rất nhiều vấn đề về việc là bị lừa đảo khi chạy quảng cáo Facebook. Rồi, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cái phần này, và lý do vì sao mình sẽ chia sẻ kỹ hơn trong một cái video tiếp theo. Mình sẽ nói về cái chủ đề đó chính là 10 sai lầm mà bạn hay mắc phải nhất khi mà mới chạy quảng cáo Facebook. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn là cách để mà mình chạy quảng cáo Facebook. Mình đưa một cái tài khoản khác vào cái tài khoản Facebook của mình, thì nó có hai hình thức, nó có hai loại. Thứ nhất là tài khoản của bạn mà đã tạo rồi đó, là tài khoản quảng cáo là business. Cái loại thứ hai nữa là tài khoản quảng cáo cá nhân. Thì thường tất cả các bạn sử dụng nhiều nhất á, là đối với những người mà mới tham gia vào quảng cáo Facebook á, thì họ sử dụng nhiều nhất là quảng cáo cá nhân. Thì bây giờ mình sẽ nói trước về cái phần quảng cáo cá nhân. Thì để mà thực hiện quảng cáo cá nhân á, thì đầu tiên để phân quyền vào tài khoản quảng cáo cá nhân của bạn, thì bạn sẽ click vào cái quản lý quảng cáo này, đúng không ạ? Và click vào và mở ra, thì nó sẽ ra một cái trang như thế này. Đây, nó sẽ cho bạn thấy được tất cả các tài khoản của bạn. Thì ở đây mình hiện tại được phân quyền một vài cái tài khoản cho cái Facebook, cái tài khoản quảng cáo này. Thì mình sẽ chọn đại một cái ha. Thì ví dụ mình chọn cái của bên mình đó là Bitany Marketing đi. Mình click vào cái Bitany Marketing thì nó sẽ chuyển sang cho mình một cái trang tương tự như thế này. Đó là trình quản lý quảng cáo. Thì trong trình quản lý quảng cáo nó sẽ giúp bạn là quản lý tất cả các chiến dịch quảng cáo, nhóm quảng cáo, và trong đó bạn sẽ hiệu chỉnh được rất nhiều vấn đề trong đây. Và sẽ rất nhiều bạn thấy lạ lẫm bởi chưa từng thấy cái trình quản lý quảng cáo bao giờ. Rồi, thì đây là một cái trình quản lý quảng cáo, và khi bạn vô đây thì bạn click vào cái dấu ba gạch như thế này, nó sẽ cho bạn chọn một cái phần, đó chính là phần cài đặt ở bên đây, cài đặt. Được rồi. Bạn click vào phần cài đặt này. Đó, bạn click vào phần cài đặt này, và sau khi bạn click vào cài đặt này nó sẽ mở cho mình một cái tab tương tự như thế này. Đó, tài khoản quảng cáo nè, rồi trang nè, cài đặt thanh toán này, thì bạn sẽ skip vào phần cài đặt thanh toán. Bạn click vào phần cài đặt thanh toán. À, có phần tài khoản quảng cáo chứ. Rồi, tại cái điểm này bạn sẽ bấm ở đây, bạn thấy các bạn vai trò tài khoản, vai trò trên cái tài khoản quảng cáo nè. Thì ở đây mình có thêm vào, thứ nhất mình đã thêm vào một cái agency, có nghĩa là bên Bitany Marketing của mình đây là agency. À, cái thứ hai nữa mình thêm thử một cái tài khoản cá nhân, thì bây giờ mình thử thêm một cái người khác vào đây nữa nha. Thì đây đó chính là tài khoản quảng cáo của Bitany Marketing. Thì bây giờ ví dụ mình click vào trong đây đi, bạn thêm vào, bạn thêm cái tài khoản quảng cáo vào, và bạn cho cái vai trò của cái người mà quảng cáo á là làm nhà quảng cáo, thì lúc đó họ sẽ không có tính năng thiết lập về cái việc là thanh toán hóa đơn. Thì có nghĩa là bạn có thể kiểm soát và bạn sẽ là người nạp tiền vào cái tài khoản quảng cáo này luôn. Thì lúc ấy sẽ giải quyết được cái câu chuyện, đó chính là bạn thuê, ví dụ mình sẽ điền một cái khách hàng, đúng không, điền một cái đối tác của mình đây, ví dụ như cái người này, và cái vai trò của cái người này đó chính là nhà quảng cáo trên cái tài khoản quảng cáo của mình, đúng không? Thì đối với nhà quảng cáo nè, thì đối với nhà quảng cáo thì nhà quảng cáo có thể chỉnh sửa quảng cáo của bạn và thiết lập quảng cáo bằng phương thức thanh toán được liệt kê vào tài khoản quảng cáo này. Rồi, những người có quyền truy cập vào nhà phân tích thì chỉ xem được hiệu suất của quảng cáo, cho nên mình khuyên tất cả các bạn là nên cho họ vào cái vai trò là nhà quảng cáo. Được không? Thì khi mà họ xem cái bài quảng cáo của bạn, bạn bạn phân quyền như thế này vào, thì nhiệm vụ của họ có nghĩa là tạo ra chiến dịch, tạo ra một cái chiến dịch và theo dõi chiến dịch đó để quảng cáo, chứ họ không có quyền thiết lập cũng như là sử dụng vào cái việc là thanh toán hóa đơn của bạn. Thì muốn thanh toán hóa đơn bạn phải là người thanh toán hóa đơn, thì là thanh toán như thế nào thì cũng vào ngay chỗ này, bạn chọn cài đặt thanh toán. Thì ở trong cái phần cài đặt thanh toán thì bạn sẽ là người trực tiếp thanh toán với Facebook, do đó bạn sẽ không bao giờ bị cái trường hợp gọi là bị lừa bởi là những cái người mà chạy Facebook giả mạo, nhưng mà sau đó là chạy không được, xong rồi họ lock luôn cả cái nick của bạn, và bạn không bao giờ tìm được những cái người đó để mà đòi lại tiền của mình đâu. Và đó là lý do vì sao bạn bị mất tiền oan đó. Thì nếu anh nào chấp nhận làm nhà quảng cáo cho bạn thì chỉ cần phân quyền như đó là đủ, không cần phải phân quyền nhiều đó. Rồi, cái dạng thứ hai nữa, đây cái dạng thứ hai mình muốn muốn nói tới, đó chính là một cái loại tài khoản quảng cáo khác là tài khoản business.
Ví dụ như bạn đang có một cái tài khoản doanh nghiệp rồi, và bây giờ bạn muốn là quảng cáo trên cái tài khoản đó, thì bạn 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 tạo tài khoản doanh nghiệp. Thay vì ví dụ như bạn coi cái clip hướng dẫn làm quảng cáo mà cái người đó hướng dẫn cho bạn là chạy quảng cáo cá nhân, đúng không? Thì họ sẽ tạo ra một cái clip bằng tài khoản cá nhân như vừa nãy, nhưng mà một bạn vô tình bạn xem một cái clip nào đó người ta hướng dẫn bạn tạo tài khoản business và tài khoản BM như thế này nè, tài khoản doanh nghiệp, thì lúc đó bạn cũng vẫn có thể phân quyền cho họ vào cái tài khoản doanh nghiệp của mình. Thì để phân quyền vào tài khoản doanh nghiệp thì mình ở đây mình có hai cái tài khoản doanh nghiệp của Bitany Marketing ha, thì mình sẽ ví dụ cho tất cả các bạn cách để mà mình thiết lập cái phân quyền cho cái tài khoản này vào cái tài khoản doanh nghiệp của bạn. Thì bước thứ nhất thì bạn sẽ vào cái tài khoản doanh nghiệp của mình bằng cách nào? Thì khi mà bạn có tài khoản doanh nghiệp á, thì trong cái tài khoản Facebook cá nhân của mình á, mình sổ ra thì mình sẽ thấy nó nằm ở đây, đúng không? Trình quản lý doanh nghiệp nè, thì bạn click vào cái trình quản lý doanh nghiệp, nó sẽ chuyển qua cái trang này đó, nó sẽ chuyển qua cái trang trực tiếp như thế này, và bạn bắt đầu vào phần cài đặt cho doanh nghiệp. Thì bấm vào cài đặt cho doanh nghiệp thì nó sẽ ra một cái tab như thế này đây đó. Thì tại sao mình sẵn để sẵn hết cho tất cả các bạn, bởi vì hiện tại mạng bên bên mình nó đang rất là bất ổn, cho nên là nhiều khi nó load một cái trang rất là nhẹ như thế này, nhưng nó load rất lâu nó vẫn không hiển thị ra, cho nên mình show sẵn để tất cả các bạn có thể dễ dàng vào để mà mình không bị tốn thời gian. Rồi bạn nhìn cái tab bên đây thì bạn không cần quan tâm nhiều về cái phần này đó, không cần quan tâm, mà chỉ còn quan tâm người và đối tác. Thì người đó chính là bạn phân quyền cho những cái người nào muốn vào quản trị tài khoản của bạn. Hai nữa là bạn muốn phân quyền cho cái tài khoản doanh nghiệp nào đó, ví dụ như doanh nghiệp của bạn là mình có một cái khách hàng đây đó, thì doanh nghiệp của bạn muốn add tài khoản doanh nghiệp của bên mình vào để quản trị doanh nghiệp, thì mình sẽ dùng phương thức này, phương thức này, đúng không ạ? Thì bây giờ mình ví dụ mình là một khách hàng đây, tài khoản này là tài khoản khách hàng đi, tôi muốn phân quyền cho cái tài khoản này, tài khoản Bitany Marketing 2 nè, thì tôi sẽ làm như thế nào? Thì tôi sẽ vào phần cài đặt doanh nghiệp của tôi, xong rồi tôi vào phần người dùng, đúng không? Thì nó có thể sẽ ẩn cái phần này đi, nhưng mà mình show ra rồi đó, nó ẩn như thế này thì bạn click vào đây để show ra. Sau khi bạn show ra, bạn click vào phần đối tác thì nó sẽ có cái phần như thế này, thì bạn bấm thêm, bấm nút thêm, nó sẽ có hai lựa chọn cho mình: một là chọn đối tác truy cập vào tài khoản của bạn, hai là đề nghị đối tác chia sẻ tài sản. À, thì thằng này là cái khách hàng, tôi là khách hàng, thì tôi muốn cho, có nghĩa là tôi muốn đây, tôi muốn là bạn truy cập vào tài khoản của tôi, có nghĩa là tôi cho cái thằng quảng cáo á, cái người mà nhà quảng cáo á, vào tài khoản của tôi, thì tôi chọn phương thức một. Còn cái thứ hai nữa là nếu mà bạn bạn muốn mà cái bên kia chia cái phương thức thứ hai là bên mình á, là nhà quảng cáo á, thì mình sẽ click vào ở dưới và bạn sẽ cung cấp cho mình cái ID của tài khoản doanh nghiệp thì mình sẽ add vào. Bây giờ mình làm ở khía cạnh mình là khách hàng để mình chỉ cho tất cả các bạn, thì các bạn click vào cái phần ở trên đó thì nó sẽ sổ ra một cái form để tất cả các bạn điền vào, thì bao gồm như là ID đối tác đây đó, thì bây giờ mình sẽ nhập ID đối tác kinh doanh của mình vào. Thì để làm sao biết được cái ID của cái trình quản lý doanh nghiệp này là cái nào, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn đó. Thì bạn sẽ nhập cái ID vào đây, khi bạn liệt cái ID vào đây thì bấm tiếp theo nữa sẽ phân quyền cho cái tài khoản doanh nghiệp mới này rồi. Đấy, thì làm sao để biết được cái ID nó là cái gì, thì hiện tại mình đang đứng ở cái mức này, đúng không? Mình đang đứng ở cái bước này ở cái trình quản lý doanh nghiệp kia, thì bạn vào cái trang này thì y hệt vậy, nhưng mà bạn click vào cái tab là thông tin doanh nghiệp. Thì sau khi có thông tin doanh nghiệp thì ở đây bạn copy cái ID này nè đó, bạn gửi cho khách hàng, bạn gửi cho bên bên bạn gửi cho bên quảng cáo, thì bạn 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 đây, bạn lấy cái ID này, bạn kêu bên nhà quảng cáo gửi cái ID quảng cáo này cho bạn đi, thì bạn mới bỏ cái khách hàng, bạn bỏ cái nhà quảng cáo vào đây đó. Rồi bạn bấm tiếp. Rồi mạng, không, tôi nói mạng nó rất là chậm, cho nên là cái gì tôi cũng để làm sẵn 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 để chúng ta làm nhanh qua cái video này. Cái video này làm sao để hướng dẫn tất cả các bạn làm sao cho nó khoảng 10 15 phút là mình hoàn chỉnh. Rồi, phần cuối cùng là mình sẽ thiết lập. Nó có hai phần để thiết lập. Thứ nhất là mình sẽ phân quyền cái trang. Ví dụ ở đây tôi có rất là nhiều trang mà bên tài khoản doanh nghiệp của tôi quản lý, thì tôi sẽ phân cho họ một cái trang nào đó. Ví dụ như bây giờ tôi sẽ phân cho họ cái trang này. Và đối với cái trang này là họ là cái nhà quảng cáo á, có quyền gì trên cái tài khoản của tôi. Cái này là quyền trên trang nha, quyền trên trang chứ không phải tiền, quyền trong tài khoản quảng cáo nha. Tài khoản quảng cáo là ở dưới, mình đang nói là trang. Nên là mình sẽ phân quyền cho họ là cái vị trí gì. Ví dụ như bây giờ tôi phân quyền cho họ là đăng nội dung nè, đó là kiểu như là biên tập viên đi. Rồi cho họ tạo quảng cáo nè,
Đó. Rồi. Xong xuôi. Rồi, khi mà đăng nội dung thì nó sẽ cho nè kiểm duyệt tin nhắn và bình luận nè, tạo quảng cáo luôn nè, xem hiệu quả của trang luôn nè. Đó. Rồi, manager job có nghĩa là quản lý công việc, rồi xem thông tin chi tiết về thu nhập của mình, thì cái này bạn sẽ không cần phải phân quyền nếu mà họ là nhà quảng cáo. Rồi, quản lý trang. Đối với trường hợp là quản lý trang thì tốt nhất là bạn sẽ không phân quyền tài khoản doanh nghiệp cho họ, mà bạn chỉ phân quyền tài khoản cá nhân cho họ. Ví dụ bạn đã đưa cái tài khoản doanh nghiệp này vào cái mình bạn yếu quá, mình sợ ví dụ không được. Mình nói đơn giản là ví dụ bạn đã đưa cái tài khoản doanh nghiệp này vào cái trang Bitany Store này rồi, thì khi mà bạn phân quyền một cái tài khoản doanh nghiệp khác vào quản lý trang luôn thì nó có thể đá bạn ra. Nhưng nếu bạn phân quyền cho nó là quyền quản trị trang, nhưng mà đó là tài khoản cá nhân nha, thì cho dù nó là quản trị trang đi nữa mà bạn đã xác minh cái fanpage đó là thuộc sở hữu của tài khoản doanh nghiệp này rồi, thì nó có kích cái tài khoản mà đã tạo cái Facebook ra, tạo cái page ra đi nữa, thì bạn vẫn có thể lấy lại cái Facebook này, cái fanpage này, đúng không ạ? Thì có nghĩa là đối với trình quản lý doanh nghiệp thì nó có một cái quyền hạn như vậy. Ví dụ như bạn không có trình quản lý doanh nghiệp thì khi bạn đưa họ vào quản trị trang thì bạn và họ đồng gọi là đồng cấp với nhau, thì họ có quyền đá bạn ra khỏi cái doanh nghiệp của bạn, cái trang của bạn luôn đó, và họ sở hữu cái trang đó và họ tống tiền bạn bằng cái việc là bạn phải trả tiền để được sở hữu cái trang của mình lại, và thậm chí là nhiều khi đưa tiền rồi nó lại không cho mình sở hữu quyền sở hữu đó nữa. Rồi còn đối với dạng mà bạn đã đưa cái tài khoản doanh nghiệp của bạn vào cái trang đó rồi thì bạn sẽ không sợ bất cứ vấn đề gì cả. Đó, có kích cái tài khoản bạn ra bạn vẫn có thể lấy được lượt. Cho nên là mình khuyên bạn là nên thử tìm hiểu về trình quản lý doanh nghiệp nha. Rồi cái thứ hai nữa, cái tab thứ hai là bạn sẽ phân quyền cho họ. Sau khi cho họ đăng bài viết trên trang của mình rồi thì bạn sẽ bắt đầu phân quyền cho họ vào cái tài khoản quảng cáo mà bạn muốn chỉ định. Ví dụ ở đây hiện tại mình đang add hai cái tài khoản quảng cáo này vào trong cái trình quản lý doanh nghiệp này, thì nhiều bạn đặt ra câu hỏi là một trình quản lý doanh nghiệp thì có được quyền add bao nhiêu cái tài khoản quảng cáo. Thì ở đây á, mình chia sẻ với tất cả các bạn á, là tùy. Nếu mà nó có rất là nhiều dạng PM, PM là Business Manager, thì một tài khoản PM á, có dạng là PM1 thì có nghĩa là chỉ có một tài khoản thôi, PM5 là được add 5 tài khoản, rồi có PM25, PM30, PM2500. Nói chung là tùy cái mức độ mà agency của bạn nó lớn như thế nào, để mà bạn tích xanh hoặc là xác định doanh nghiệp xong á, thì lúc đó nó sẽ mở phân quyền cho bạn. Rồi thì bạn sẽ list phân quyền nó vào, ví dụ mình cho nó phân quyền một cái tài khoản như thế này, đúng không ạ? Thì mình cho bên quảng cáo nè, nè mình đang cho nè, Bitany Marketing 2, bạn thấy không ạ? Đó chính là cái tài khoản trình quản lý doanh nghiệp này của khách hàng á, mình phân quyền của khách hàng, mình đang hướng dẫn là phân quyền tài khoản doanh nghiệp nha, vào đây đó. Thì bạn click vào cái tài khoản mà bạn muốn phân quyền cho họ, ví dụ bạn có hai cái tài khoản, ở đây mình có hai cái tài khoản quảng cáo thì mình click phân quyền vào đây cho họ, thì mình mở nè, quản lý chiến dịch nè, xem hiệu quả nè, quản lý tài khoản quảng cáo nè, đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ click vào phân quyền cho họ là quản lý chiến dịch. Thì đối với quyền quản lý chiến dịch thì họ sẽ được tạo chiến dịch, thiết lập chiến dịch và làm tất cả vấn đề về tạo ra một cái gọi là một cái chiến dịch quảng cáo. Tuy nhiên họ sẽ không thể nào đá động vào cái chi phí mà bạn phải chi trả, mà bạn là người quản trị hoàn toàn cái chi phí đó, đúng không ạ? Ví dụ bạn muốn là một ngày tôi chỉ chi trả cho cái chiến dịch quảng cáo này là 2 triệu đồng đó, thì chắc chắn cái nhà quảng cáo sẽ không thể vượt quá cái ngưỡng gọi là ngưỡng thiết lập của bạn. Thì làm sao để thiết lập cái ngưỡng thanh toán thì mấy bạn qua trang bên đây, thì trong cái phần mà cài đặt thanh toán á, y như hồi nãy mình đã giới thiệu ở bước đầu phần cài đặt thanh toán như thế này á, thì ở cái trang là cài đặt thanh toán nè, thì ở đây bạn sẽ có quyền nè, bạn là người nạp tiền vào nè, đúng không ạ? Ví dụ một ngày bạn nạp tiền vào chỉ cho 2 triệu đồng thôi thì họ không thể vượt quá cái số tiền đó, và bạn cũng không phải cần phải đưa trước cho họ luôn, không cần phải đưa trước số tiền cho họ luôn. Bạn và bên đối tác chỉ thương lượng với nhau rằng như thế này: thứ nhất là tôi trả cho anh chị một tháng bao nhiêu tiền để anh chị chạy quảng cáo cho tôi, với ngân sách tôi đưa ra là như vậy, đúng không ạ? Và ngân sách mà tôi đã thiết lập ra thì tôi sẽ là người thanh toán, anh chị sẽ không cần quan tâm tới vấn đề đó, thì tất cả các bạn sẽ giải quyết được cái câu chuyện là bị lừa, ok chưa?
Rồi, ok, thì đây là một cái buổi chia sẻ rất ngắn của mình để chia sẻ về việc là thiết lập trình quản lý doanh nghiệp cho một cái tài khoản quảng cáo cá nhân và tài khoản quảng cáo doanh nghiệp. Ở đây mình đã chia sẻ cho bạn rồi, sau đó mà bấm ở này, nếu mà bấm lưu thay đổi thì nó sẽ phân quyền cho cái tài khoản này, nó gửi một cái thông báo và bên đây xác nhận. Bên đây xác nhận tại đây là xong, nó sẽ nhảy ra những cái tài khoản quảng cáo dưới đây. Đó. Thì mình, xong, mình xin kết thúc cái buổi chia sẻ này nha. Ok, chào.